Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố phải tạm dừng từ 18 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau, trừ hoạt động cấp cứu. Phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng cho biết có thể phải áp dụng chỉ thị 16 thêm 2 tuần sau ngày 1 tháng 8 để đảm bảo các biện pháp chặn dịch phát huy tác dụng. Công ty được phép hoạt động phải đăng ký danh sách shipper kèm địa bàn hoạt động cho Sở Công Thương và Sở Giao thông Vận tải. Các đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ như nhân viên giao hàng của siêu thị phải đăng ký, xác nhận cấp thẻ cho từng shipper tại địa bàn quận, huyện cụ thể. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 3462 gửi Sở Công Thương và các đơn vị bưu chính viễn thông, yêu cầu đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh. Các shipper tự do chủ yếu phục vụ hàng ăn nhanh vẫn bị cấm hoạt động. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân đã được dán giấy nhận diện có mã QR code của ngành giao thông vận tải trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trong những ngày thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngành đường sắt sẽ tạm ngừng bán vé cho hành khách đi và đến ga Hà Nội từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Một số mặt hàng rau củ như khoai lang tím và dứa có sản lượng đăng ký tăng đột biến. Ở nhóm trái cây, nhãn đang vào mùa đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Dự báo những ngày sắp tới, các mặt hàng dưa leo, nhãn, dứa, chanh, khoai lang, gà lông trắng, cua và tôm nước mặn cùng vượt cầu. Gần một tuần qua, một số doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản ở miền Tây gặp khó khăn trong khâu vận chuyển do nhiều tỉnh thành phía Nam đồng loạt áp dụng chỉ thị 16, khiến giá tôm, cua ở các tỉnh này giảm giá mạnh. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đang vận động cơ sở lưu trú cùng đồng hành trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do gặp khó khăn khi mua sắm thực phẩm thiết yếu ở kênh chợ, siêu thị, nhiều người đã lên kênh thương mại điện tử để mua sắm thịt, rau củ quả và nhận thấy thịt heo, bò, gà nhập khẩu đang bán rầm rộ trên chợ mạng. Trong khi đó, thịt heo nội lại gặp khó về đầu ra do chợ đầu mối đóng cửa, thương lái bị cách ly. Là nước phải nhập 3/4 linh kiện lắp ráp xe ô tô, nhưng Việt Nam cũng xuất đi hàng tỷ USD linh kiện ô tô mỗi năm, đích đến là các cường quốc ô tô hàng đầu thế giới. Điều đáng nói, Việt Nam là đối tác xuất khẩu linh kiện với nhiều cường quốc sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Đức. Hôm nay ngày 26 tháng 7, đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 3 Olympic Tokyo 2020 sẽ tranh tài vòng loại ở môn cầu lông với sự góp mặt của Nguyễn Thị Linh ở nội dung đơn nữ và môn bơi của Nguyễn Thị Ánh Viên ở cự ly 200m tự do. Trước đó, ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu không thành công khi thất bại ở cả 5 nội dung tranh tài và đến nay chưa giành được 8 huy chương nào. Ngành dệt may 6 tháng đầu năm ghi nhận những phục hồi tích cực của tổng cầu trên thị trường thế giới. Cầu tăng đã làm cho lưu lượng giao dịch hàng hóa dệt may tăng cao, đem lại nguồn đơn hàng dài, số lượng lớn cho phần lớn doanh nghiệp sau một năm thiếu hụt nặng nề. Thời điểm này, mặc dù nhiều doanh nghiệp dệt may liên tục nhận đơn hàng mới, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nguy cơ thiếu hụt lao động và chậm tiến độ giao trả hàng, ngành dệt may đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng cuối năm. Để kịp trả đơn hàng cho nhiều đối tác, nhiều doanh nghiệp dệt may đang phải chạy hết công suất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động. Trong bối cảnh hiện nay, tuyển dụng đủ lao động và người lao động được tiêm vaccine sẽ tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kịp thời giao hàng, trả hàng trong thời gian đến cuối năm. Điều này không chỉ giúp nâng cao uy tín của hàng dệt may Việt Nam hiện nay, mà cũng tạo nguồn lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự bứt phá trở lại những năm tới. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của ngành, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, ngành dệt may thời gian qua có sự phục hồi mạnh mẽ. Hầu hết các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến quý 3 và hết năm. Từ nay đến cuối năm, về cơ bản, các doanh nghiệp dệt may sẽ không phải lo việc thiếu hụt và không có đơn hàng. Cùng với đó, các hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang châu Âu. Hiện nay, để kịp trả đơn hàng cho đối tác, nhiều doanh nghiệp dệt may đang phải chạy hết công suất. Sự phục hồi của xuất khẩu dệt may ngoài yếu tố cầu còn có cả yếu tố dịch chuyển cung. Nhóm các nước xuất khẩu dệt may lớn như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia bị dịch bệnh hoành hành trên quy mô lớn, doanh nghiệp không thể hoạt động. Trong khi đó, ở Việt Nam đến hết tháng 4 2021, tình hình kiểm soát dịch bệnh khá tốt, doanh nghiệp có thể phát huy hết tốc lực cho sản xuất.
Ngã rồi chớ khóc, hãy đứng thẳng lên và cười, phủi bụi và tiếp tục tiến bước. Nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với mỗi lần chìm nổi, rút kinh nghiệm từ mỗi lúc vấp ngã, tận dụng mỗi lần trắc trở. Nỗ lực tạo cho bản thân trạng thái tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở, điều chỉnh tâm thái, không vội vã đòi hỏi thành công. Cho dù đã ngã đau thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể tin vào ngày mai tốt đẹp.